Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, anh Nguyễn Ngọc Hơn, ngụ khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Những việc làm của anh đã góp phần san sẻ khó khăn với người nghèo, người yếu thế trong và ngoài địa phương, qua đó nhân lên những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mới đây, từ nguồn kinh phí hơn 63 triệu đồng do anh và người thân trong gia đình đóng góp, anh Hơn kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng trên 200 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người có thu nhập thấp. Mỗi suất quà trị giá trên 300.000 đồng, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, giúp bà con dời đi được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Bữa nay có chú Mười Hơn á, chú cho tôi phần quà được một bao gạo với thùng mì với sữa. Hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng gặp chú Mười Hơn cũng giúp đỡ ủng hộ cho tôi được phần quà, tôi rất là mừng, mong ơn. Bên cạnh việc san sẻ khó khăn với người nghèo, người yếu thế, anh Hơn còn tích cực đóng góp nhiệt tình vào các hoạt động chung tay xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Hỗ trợ kinh phí hàng chục triệu đồng xây dựng hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời thắp sáng ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tính trong 4 năm trở lại đây, anh và gia đình đã góp sức thực hiện an sinh xã hội với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Hoàn cảnh của tôi là không có nhà, ở đậu đất người ta. Chú Hơn cho một chục gạo với lại thùng mì, hộp sữa với chai nước tương. Cảm ơn chú Hơn nhiều. Sau cái việc làm này mình cảm thấy gia đình mình phấn khởi, bản thân mình thấy vui. Và mong rằng là mỗi một năm như mình định là khoảng từ 3 lần để mình gửi quà từ thiện cho bà con. Cái phần quà này mình không có xin người ngoài. Đây là xuất phát từ gia đình mình thôi. Anh em rất là vui và anh em cũng rất phấn khích và cũng đồng thời là cũng là cần mình phải nên giúp cho bà con nhiều hơn nữa. Chính quyền địa phương đánh giá rất là sâu sắc đối với cái việc làm về của anh trong cái hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn. Những cái đóng góp của anh thì tiếp tục trong thời gian tới là sẽ nhân rộng hơn nữa về cái tinh thần nhường cơm xẻ áo, chia sẻ trong cộng đồng. Trong thời gian tới thì cũng sẽ nhân rộng cái mô hình này ra để giúp cho thị trấn hoàn thành cái chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Những việc làm nhân ái thiết thực của anh Nguyễn Ngọc Hơn rất đáng được trân trọng. Cho đi yêu thương, nhận về hạnh phúc, đó là điều mà anh Hơn và những người thân của mình luôn mong mỏi sẽ còn tiếp diễn cho cuộc đời trong thời gian tới, để không ai bị bỏ lại phía sau.